Cô xin chào các bạn học sinh khối 2 của trường tiểu học Thần Đồng. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn môn toán, nhưng trước khi vào bài mới, cô và các bạn cùng tham gia một trò chơi nhé. Trò chơi của cô có tên là vượt chướng ngại vật. Các bạn hãy quan sát trên màn hình, ta có một bạn nhỏ này tên là Sì Chum và bạn đang trên đường về nhà. Nhưng trên đoạn đường về nhà của bạn sẽ gặp một số chướng ngại vật. Nhiệm vụ của các em là trả lời đúng các câu hỏi ở những chướng ngại vật này để giúp cho bạn Sì Chum về nhà một cách an toàn nhé. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Chướng ngại vật đầu tiên là một hòn đá chắn ngang đường. Để giúp bạn Sì Chum dọn hòn đá vào lề đường và tiếp tục cuộc hành trình về nhà của mình, các em hãy trả lời đúng phép tính sau. 20 chia 5 bằng mấy? 20 chia 5 bằng 4. Cô chúc mừng các bạn. Chúng ta đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên rồi. Chướng ngại vật thứ hai là một hàng rào chắn ngang lối đi rồi. Để dọn hàng rào này vào lề đường, chúng ta hãy trả lời cho cô phép tính sau. 45 chia 5 bằng mấy? Cô chúc mừng các bạn có kết quả bằng 9. 45 chia 5 bằng 9. Các bạn giỏi lắm. Chúng ta tiếp tục lên đường nào. Chướng ngại vật tiếp theo của chúng ta là một vũng nước. Để vượt qua vũng nước này, các em hãy trả lời cho cô phép tính sau. 5 x 10 bằng mấy các em? Đây là một phép tính rất dễ đúng không nào? 5 x 10 bằng 50. Cô chúc mừng các bạn. Sì Chum đang rất vui. Bây giờ, chướng ngại vật của chúng ta bây giờ là một khúc gỗ nằm chắn ngang lối đi rồi. Các bạn hãy trả lời đúng câu hỏi sau. Đã tô màu 1/4 hình nào? A, B, C hay D? Các bạn hãy quan sát suy nghĩ và trả lời nhé. Đáp án là đã tô màu 1/4 hình A và hình C. Các em lưu ý, những hình được chia thành 4 phần bằng nhau, ta lấy hoặc tô màu 1 phần, ta được 1/4 của hình đó. Ở câu A và câu C đáp ứng đủ các yêu cầu đó. Tuy nhiên, chúng ta không chọn câu B và câu D vì ở câu B, hình được chia thành 4 phần, nhưng các em quan sát, 4 phần này không bằng nhau. Ở câu D, hình cũng được chia thành 4 phần, nhưng lại được tô màu 2 phần, nên chúng ta không chọn câu D. Vừa rồi chúng ta đã có đáp án của câu hỏi này. Và cô chúc mừng các bạn đã giúp Sì Chum trở về nhà một cách an toàn rồi. Các bạn giỏi lắm. Vừa rồi cô và các bạn cùng nhau chơi một trò chơi và cùng nhau ôn lại cái kiến thức ở các bài học trước. Chúng ta cùng bước vào bài học ngày hôm nay, đó là bài 1/5. Ở bài học này, cô yêu cầu các bạn chuẩn bị một số đồ dùng học tập như sau. 1. Một tờ giấy ô ly. 2. Cây kéo, thước. 3. Bút chì màu. 4. Vở làm bài. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào bài học. Các em hãy quan sát trên màn hình cô có tranh vẽ gì. Ở đây cô có tranh vẽ, đây là cô giáo. Cô giáo đi cùng mấy học sinh các bạn? Ở đây có 5 bạn học sinh. Cô giáo có một cái bánh. Bây giờ các em hãy xem cô có câu hỏi gì nhé. Cô giáo có một cái bánh. Cô chia đều cho 5 học sinh. Hỏi mỗi học sinh có mấy cái bánh? Các em hãy đọc lại đề bài một lần nữa.
Ở đây cô chỉ có một cái bánh mà cô chia đều cho 5 học sinh. Hỏi mỗi học sinh có mấy cái bánh. Bây giờ để đi tìm câu trả lời này, cô sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một số bước như sau nhé. Các bạn lưu ý, ở các bước thực hiện, các bạn sẽ dừng clip lại để thực hiện. Sau khi thực hiện các bước xong, các bạn sẽ nhấn tiếp tục để chúng ta qua bước tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện bước thứ nhất. Bước 1. Lấy một tờ giấy ô ly, vẽ và cắt một hình vuông như hình để làm một chiếc bánh. Sau khi các bạn đã cắt được hình vuông để làm một chiếc bánh, chúng ta qua bước thứ hai. Từ cái bánh đã cắt, bây giờ các em hãy suy nghĩ và để chia bánh thành 5 phần bằng nhau. Ở đây cô có gợi ý dành cho các bạn. Các bạn có thể chia cái bánh của mình theo chiều dọc thành 5 phần và 5 phần này phải bằng nhau nhé. Hoặc cách thứ hai, các bạn không chia theo chiều dọc, các bạn có thể chia theo chiều ngang. Bước thứ ba, các bạn hãy chọn một cách chia duy nhất, cách thứ nhất hoặc cách thứ hai, chỉ chọn một cách duy nhất. Sau đó chúng ta dùng thước và bút chì kẻ đoạn thẳng để chia cái bánh. Bây giờ các bạn hãy quan sát trên màn hình, cô hướng dẫn các bạn cách kẻ đoạn thẳng. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn kẻ đoạn thẳng ở cách chia thứ nhất. Bây giờ cô sẽ tiếp tục ở cách chia thứ hai. Các bạn hãy hoàn thành bước 3 trên giấy của mình. Chúng ta bước qua bước tiếp theo. Sau khi chúng ta đã dùng thước và bút chì kẻ các đoạn thẳng chia cái bánh thành 5 phần bằng nhau, bây giờ các bạn hãy chọn một phần và tô màu một phần mà các bạn đã chọn. Ở cách chia thứ nhất này, cô sẽ chọn một phần và tô màu. Ở cách chia thứ hai, cô sẽ chọn một phần khác và cũng tô màu. Bây giờ các em hãy thực hiện tô màu nhé. Vừa rồi các em đã chia cái bánh thành 5 phần bằng nhau, đã chọn một phần và tô màu của phần đó. Bây giờ các em hãy trả lời cho cô các câu hỏi sau. Em hãy cho biết cái bánh có mấy phần? Chúng ta dễ dàng trả lời được cái bánh có 5 phần. Các em hãy nhắc lại. Cái bánh có 5 phần. Vậy em đã chọn mấy phần mấy của cái bánh? Câu trả lời là em đã chọn 1 phần 5 của cái bánh. Các em hãy nhắc lại câu nói này. Em đã chọn 1 phần 5 của cái bánh. Tương tự ở những bài học trước về 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 4, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết 1 phần 5. Các em quan sát trên màn hình. Vừa rồi các em đã quan sát cách cô hướng dẫn các em viết 1 phần 5. Bây giờ các em hãy tập viết 1 phần 5 vào trong vở của mình. Các em hãy quan sát lại trên màn hình của cô. Em đã chọn 1 phần 5 của cái bánh.
Vậy ở phần tô màu này là 1/5 của cái bánh. Vậy theo các em, các phần còn lại của cái bánh thì bằng bao nhiêu? Các phần còn lại cũng bằng 1/5. Tương tự ở cách chia thứ hai này, phần cô tô màu là 1/5. Vậy các phần còn lại của chúng ta cũng bằng 1/5. Sau khi thực hiện các bước và tô màu, bây giờ các em hãy trả lời cho cô câu hỏi của cô giáo lúc đầu. Cô giáo có một cái bánh, cô chia đều cho 5 học sinh. Hỏi mỗi học sinh có mấy cái bánh? Câu trả lời là cô giáo có một cái bánh, cô chia đều cho 5 học sinh, mỗi học sinh có 1/5 cái bánh. Chúng ta tiếp tục bài học nào. Bây giờ cô có một hình tròn. Cô chia hình tròn thành 5 phần bằng nhau. Lấy một phần hoặc tô màu một phần. Vậy theo các em, cô được gì nào? À, cô được 1/5 của hình tròn. Cô có kết luận sau. Những hình được chia thành 5 phần bằng nhau khi tô màu hoặc chọn một phần của hình, ta đã được 1/5 của hình đó. Các em hãy đọc lại kết luận. Các em lưu ý, ở những tiết học trước chúng ta đã học 1/2, 1/3, 1/4 và hôm nay chúng ta học 1/5. Những số này là những số chỉ số phần lấy đi của một đơn vị nào đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước qua phần luyện tập. Tương tự ở những tiết học trước, ở phần luyện tập sau khi đọc yêu cầu đề bài, các em hãy dừng clip lại và thực hiện các bài tập vào trong vở của mình. Sau đó chúng ta sẽ nhấn tiếp tục để xem cô hướng dẫn sửa bài cũng như là làm các bài tập tiếp theo. Chúng ta cùng nhau bước vào bài 1. Đã tô màu 1/5 hình nào? A, B, C hay D? Các em hãy thực hiện vào trong vở của mình. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn sửa bài. Đã tô màu 1/5 hình A và hình D. Em lưu ý, chúng ta không chọn hình B, hình C bởi vì thứ nhất ở hình B, hình tròn này được chia thành 5 phần bằng nhau. Nhưng ở đây lại được tô màu 2 phần, nên đây không phải là 1/5. Ở câu C, hình này lại được chia thành 6 phần bằng nhau, nên chúng ta không chọn câu C. Chỉ có câu A và câu D đáp ứng đúng yêu cầu tô màu 1/5 của hình. Chúng ta qua bài số 2. Hình nào có 1/5 số ô vuông được tô màu? A, B, C hay D? Các em hãy quan sát suy nghĩ và trả lời nhé. Sau khi các em có câu trả lời, bây giờ các em hãy xem đáp án của cô. Hình có 1/5 số ô vuông được tô màu đó là hình A và hình C. Với dạng bài tập này, các em đã được làm quen ở những tiết học 1/2, 1/3 và 1/4. Ở đây cô xin nhắc lại với các em. Đầu tiên khi thực hiện, các em hãy đếm xem cho cô ở đây có bao nhiêu ô vuông. Ví dụ ở câu A, ở đây chúng ta có 10 ô vuông. Vậy 1/5 số ô vuông được tô màu, ta sẽ lấy 10 chia cho 5. 10 chia 5 ta được mấy các bạn? À, rất dễ đúng không nào? 10 chia 5 ta được 2. Và ở đây có 2 ô vuông được tô màu, nên đây ta chọn đáp án A.
Ở đáp án C cũng tương tự. Ở đây đầu tiên các em hãy đếm xem có bao nhiêu số ô vuông. Ở đây đếm được sẽ có 15 ô vuông. Tô màu 1 phần 5 số ô vuông. Các em lưu ý 15 chúng ta sẽ chia cho 5. 15 chia 5 được mấy các bạn? À, 15 chia 5 ta được 3. Thì ở đây có 3 ô vuông được tô màu. Thì đây là đáp án đúng. Chúng ta không chọn câu B, câu D. Vì sao? Các bạn lưu ý ở câu B, chúng ta dễ dàng đếm được ở đây cũng có 15 ô vuông. Nhưng ở đây 1 phần 5 số ô vuông được tô màu chỉ có 3 ô thôi. Ở đây lại là 5 ô tô màu, nên đây không phải là 1 phần 5 số vuông được tô màu. Câu D cũng như vậy. Chúng ta cùng nhau bước qua bài số 3. Hình nào đã khoanh 1 phần 5 số con vịt? A hay B? Các em hãy suy nghĩ và làm bài tập nhé. Hình đã khoanh 1 phần 5 số con vịt là hình A. Các em chú ý lắng nghe cô giải thích. Ở câu này chúng ta có thể làm tương tự như bài số 2. Đầu tiên các em sẽ đếm xem ở đây có bao nhiêu con vịt. Dễ dàng đếm được ở đây có 10 con vịt. Khoanh 1 phần 5 số con vịt. Chúng ta sẽ lấy 10 chia 5. Chúng ta sẽ được 2 con vịt. Và ở đây câu A, người ta khoanh vào 2 con vịt. Ngoài cách giải thích trên, chúng ta cũng có thể giải thích một cách khác. Ở đây có 10 con vịt. Các em hãy chia 10 con vịt này thành 5 phần bằng nhau. Chúng ta sẽ chia thành 5 phần bằng nhau và mỗi phần có 2 con vịt. Vậy ta lấy 1 phần 5 số con vịt, có nghĩa là ta sẽ lấy 1 phần và 1 phần ở đây là 2 con. Vừa rồi cô và các em cùng làm các bài tập liên quan đến 1 phần 5. Các em lưu ý, những hình được chia thành 5 phần bằng nhau, ta tô màu hoặc lấy một phần ta được 1 phần 5 của hình đó. Và 1 phần 5 là số chỉ số phần lấy đi của một đơn vị nào đó. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô có dặn dò dành cho các em. Học thuộc bảng nhân 5, bảng chia 5. Học thuộc ghi nhớ tìm một thừa số trong phép nhân. Cô chào tạm biệt các bạn.